tôi cũng hoàn toàn thống nhất là chúng ta không nên tập trung đông. Nhưng mà cái việc hiến máu thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Đặc biệt là trong khi mà chúng ta cần giữ sức khỏe để có sức đề kháng để phục vụ cho cái công tác chống dịch của chúng ta, thì cái việc hiến máu đối với mỗi người một đơn vị thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến cái sức đề kháng của chúng ta. Mặc dù là trong thời điểm dịch bệnh rất cần phải bảo vệ sức khỏe, nhưng mà chúng ta cũng hãy nghĩ đến sức khỏe của cộng đồng.